Có thì quay ngang á, quay ngang cái điện thoại. Vừa đi vừa nói chuyện cơ. Hả? Để đây. Cháu tí nữa cháu lên ở trên cái đỉnh ấy, xong cháu đứng cháu quan sát giới thiệu với cả nhà nha. Cô đây là một bác sĩ. Cô đây là một bác sĩ trong kháng chiến chống Mỹ. Cô từng hoạt động ở bên Lào mấy năm cô ha? Cô 5 năm. 5 năm. Và cô cũng, ông Nguyễn Chúa có vào đây thì nghe nhé. Cô đây là từng là chữa bệnh cho các hàng binh, cô nhà. Đúng rồi. Ở bên phía Việt Nam Cộng Hòa. Xíu nữa cô sẽ nói chuyện cho cả nhà. Đây là Ly đang ở Đền Hùng. Chào cụ Trần Vượng nhé. Em đang ở Đền Hùng anh. Nói chung mọi người đang về viếng quốc tổ đông lắm. Chủ yếu là học sinh. Quý vị thấy đoàn ngày nghỉ mà. Vâng. Bắt cóc được một cô là cựu chiến binh bác sĩ đi Đền Hùng. Còn đây là Đồng Trần Tử, một con chiên tỉnh Ngộ. Đây là Đồng Trần Tử. Đây là cô. Chào cô mọi giới người. Thiệu đi cô giới thiệu tên cô đi cô. Tôi là Tâm, Tạ Thị Minh Tâm. Tôi là cựu chiến binh chống Mỹ. Tôi từng tham gia ở chiến trường. Cô cứ nói đi ạ. Cho tù hồng binh của Việt Nam Cộng Hòa mình bắt được và đưa ra ngoài miền Bắc và nuôi dưỡng ở ngoài miền Bắc. Chúng tôi cứu chữa cho các tù hồng binh đấy. Nói chung là ngày đấy thì đất nước mình rất khó khăn vì đang chiến tranh, nhưng mà tù hồng binh được đối xử rất là nhân đạo, được ăn ở và lao động rất là tốt. Và chúng tôi còn mở những cái trường dạy chữ cho lại tù hồng binh. Tù hồng binh bên phía Việt Nam Cộng Hòa cô kể vào không biết chữ. Tù hồng binh hiểu đúng là tù hồng binh Việt Nam Cộng Hòa không biết chữ, bọn tôi phải dạy được, coi như từ vỡ lòng ABC đấy cho tù hồng binh. Tức là bắt được họ xong chữa bệnh cho họ xong dạy học cho họ để họ biết chữ. Không hiểu tại sao họ không biết chữ mà họ cũng đi lính, chúng tôi cũng hiểu được. Thì tôi hỏi một tù hồng binh là tại sao lại không có biết chữ, họ bảo là họ rất nghèo nên là không đi học. Họ đi lính để lấy tiền để nuôi gia đình đấy. Đang đi Phú Thọ đang ở Đền Hùng á cụ. Nơi để chờ em chị. Đây mọi người thấy nè, hôm nay trở lại nè. Cái kênh hôm qua đây đi hôm qua, đúng rồi cô ơi, em để đi từ hôm qua mà ở lại để ngày mai em, ngày thứ hai để em gặp gặp ban quản lý để hỏi xem cái vụ mà ấy á. Đây và cô đây cô nói nè, chờ xíu nhá. Cô đây cô là dân Phú Thọ và cô là cựu chiến binh. Cô bảo là cô nghe người ta nói là họ về để thắp nhang cho quốc tổ Hùng Vương, cho nên là nghĩ là người công giáo về thắp nhang thì ủng hộ thôi, chứ mà thực tế không phải. Đây nó đang dọn, nó đang dẹp lên kìa. Đúng rồi, bọn tôi ở đây thì thấy mấy hôm vừa rồi là nói là hội cung giáo của các tỉnh của cả nước về đây để dâng hương vua Hùng, thì chúng tôi chả có gì phản đối cả, rất ủng hộ. Vì về thắp hương tổ tiên thì có gì mà phản đối, chúng tôi không chỉ việc nghe thế thôi. Đó, thế chứ mà không phải nha quý vị, đẹp chờ còn chứ không. Đây, quý vị nhìn đó, nó đang dở nè, nó cái từ xa xa là cái sân khấu đó cả nhà. Đó, từ xa xa cái sân khấu và cái chữ thập ác trắng trắng nó giờ nó đang dở đó quý vị. Đi đâu vậy Trần Ly? Con đang ở Đền Hùng này bố. Đó, cái ông cầm Nguyễn là ông đó là ngày xưa ông lính ngụy đó. Ông ngày xưa mà ông bắt được bộ đội Bắc Việt là ông ấy, ông phăng đó. Ồ sao mà thế? Tại vì ông đi lính cho ngụy. Tôi không biết, tôi cũng là bộ đội, tôi đi lính nhưng mà tôi không bị bắt nên là tôi không hiểu là họ đối xử với lính của bộ đội Việt Nam như thế nào. Nhưng mà riêng lính Cộng Hòa mà hội tôi bắt được thì bọn tôi còn phải chữa bệnh rồi là mổ vết thương với cho họ rất là chu đáo và đối xử rất tốt mà. Còn ông cầm ngụy này, con nói được cô, con gọi ông cầm ngụy.
ông mà bắt được bộ đội bắt Việt là thôi ông phẳng. Ôi, ông nói vậy nè, bộ đội bắt Việt á, thắng cũng đúng thôi, họ có chính nghĩa, còn tụi ta không có chính nghĩa. Còn bộ đội bắt Việt á, gọi người dân bằng bố, bằng mẹ, còn tụi tao đi qua ruộng dưa của dân là không còn trái. Bộ đội bắt Việt ngày xưa kỷ luật nghiêm lắm, không dạ. Không mấy đâu. Bọn cô ngày xưa đi bộ đội... Đây là mộ tổ vua Hùng này cả nhà. Đây này cả nhà, mộ này. Cô ơi, mộ đây mình lập lâu chưa cô nhỉ? Hay là có từ lúc nào cô? Từ bao giờ? Chưa. Để con quay lại về nhờ mấy bác đọc mấy cái chữ này. Đúng rồi. Tại thôi mình ráng mình vô xíu, tại có những người không. Thôi để thôi con đi. Con xin phép vào đây nhỉ? Đây là mộ tổ này cả nhà. Cả nhà nhìn nè. Đây nhá. Mic đi quay này mọi người thấy được không ha? Để đi đọc nhá. Đi đọc giúp cả nhà nhá. Lăng Hùng Vương. Tương truyền đây là mộ của Hùng Vương thứ 6. Trước khi chết, người dặn lại. Dặn nè, khi ta chết, hãy chôn ta trên đỉnh núi Cả. Con xin phép sửa cái này lại xíu. Khi ta chết, hãy chôn ta trên đỉnh núi Cả. Đứng trên núi cao, ta sẽ trông nom bờ cõi cho con cháu. Xưa là mộ đất có mái che, thời nhà Nguyễn thế kỷ 18-19 xây mộ dựng lăng. Từ thời nhà Nguyễn đến nay, lăng được nhiều lần trùng tu tôn tạo. Thơm quá, ở trong này hoa ly á, vô đây thơm á. Ly tin chắc là những gì các vua Hùng đang ấy cho. Bên này là bằng tiếng Anh. Đây là mộ này cả nhà. Ly quay cho cả nhà thấy toàn bộ nhé. Mộ nhé, đó. Đó. Dạ. Yeah. Không, nó có số điện thoại con. Dạ xin lỗi cả nhà. Để rồi con gọi. Được cả nhà. Xin lỗi cả nhà nhé. Mọi người đang thắp nhang cho mộ tổ. Cô lên tìm không thấy nó trên đền thượng nữa. Chết rồi. Để kêu nó để con tắt đây nha. Chào cả nhà nhé, là tắt để tìm em Đồng Trần Tử, sợ em đi lạc rồi.